Xin chào các tình yêu, xin chào mọi người đã đến với buổi live stream của nhà em Linh ngày hôm nay. Mọi người ơi, hiện tại là nhà em Linh đã về rất là nhiều các loại pot này, Romeo, Vopalac hay là Vapolac hay là Rodel, thì nhà em Linh đã về rất là nhiều nhá, về ngập cả nhà luôn này này, cho các chị em xem rất là nhiều luôn. Ở xung quanh em thì đa phần toàn là pot thôi, và có sẵn từ khoảng 50 cho đến 50 cho đến vài trăm cây nhé mọi người nhá. Và hiện tại là nhà em Linh sẽ ở Hà Nội, thế nên là nội thành Hà Nội thì sẽ ship được trong ngày. Còn ví dụ ở ngoại thành ấy thì các bạn sẽ chờ từ khoảng 1 đến 4 ngày nhé mọi người nhá. Nhất là trong thành phố Hồ Chí Minh, khi mà chúng ta không được ship qua đường bay, ấy, thì chúng ta sẽ phải là chờ khoảng 4 ngày để đường bộ sẽ đi đến nơi nhé mọi người nhá. Có rất là nhiều các cái vị để cho các chị là em lựa chọn nhá. Sẵn từ khoảng 10 cho đến là 1.000 cây nhá, đều có sẵn ạ. Hôm nay là nhà em Linh sẽ có tất cả là 13 vị Romeo và 11 vị Vapolac nhé các tình yêu nhá. Đây, hôm nay là em Linh sẽ bắt đầu là giới thiệu cho mọi người xem là tất cả các vị mà nhà em Linh đang có. Romeo thì hiện tại là 300 cây đang sắp về, thế nên là các chị em nào mà đặt Romeo ấy thì mọi người cũng cứ inbox liên hệ với em Linh nhá. Ở trên page này hoặc là ở trên trang cá nhân thì đều được luôn nha. Đấy, về Romeo thì tất cả nhà em Linh đều bao ao nhá các tình yêu nhá. Đầy đủ tem mác này, check hàng rồi mới trả tiền. Hiện tại là Romeo, hiện tại nhà em Linh đang bán với giá là 150.000 một cây, và mua 3 cây thì sẽ được free ship, và mua 5 cây thì sẽ được tặng một cây nữa nhé các chị em nhá. Trời ơi, trong cái đợt Giáng sinh như thế này á, khi mà chúng ta được nhận quà tặng á, thực sự là rất là vui luôn. Đấy, với các cái chị em nào mà chưa biết các dòng này thì em Linh hôm nay sẽ dành một buổi live để giới thiệu cho mọi người biết là các cái dòng nó, các cái dòng nhà em Linh phân phối ấy, thì nó sẽ gồm những cái gì, và đi độ nicotine của nó là bao nhiêu, và nó có tất cả những vị gì, thì hôm nay em Linh sẽ dành đúng một like này để cho mọi người, để cho mọi người là chia sẻ cho mọi người về thứ nhất là trong cái này có những cái gì này, và thứ hai nữa là cái vị của nó có những cái gì, và thứ ba là độ nicotine của nó bao nhiêu. Đấy, về độ nicotine đầu tiên thì đây sẽ là vòng của Romeo. Romeo thì độ nicotine sẽ là 2% nhé các tình yêu nhá. Độ nicotine này sẽ là 2% này. Đây mọi người này, ở trong cái này nó sẽ ghi rõ đây. Ôi, nhìn ngược thế này chắc mọi người sẽ nhìn ra nó là 5% như đây. Thì nó sẽ là 2% nhé các tình yêu nhá. Về Vopalac thì nó sẽ là 3%. Đây mọi người nhìn kỹ cho em nhá, đoạn trên này. Đấy, nó là 3%. Còn cái dòng Romeo ấy, cái dòng Mobile thì hiện tại là xỉ nhà em nó vừa lấy xong, thế nên là nó hết sạch hàng, thì nó sẽ về trong 2 hôm tới. Thì đây em sẽ cho mọi người xem là cái Romeo, đây là Rodel này. Đây, nó, cây của nó sẽ như này nhá các tình yêu nhá. Cây của nó như này này. Và đấy, nó có tất cả là 12 vị nhá mọi người nhá. Trên page nhà em với cả trên trang cá nhân đã có rồi. Hôm nay thật sự là ngồi nói thế này thôi cũng bị nghẹt mũi đấy, nhưng mà hôm nay sẽ bớt chút thời gian để quay cho các anh em, để mọi người có thể đặt hàng, để mọi người hiểu rõ hơn đi. Thì đây, một cây Rodel thì nó sẽ như thế này, và độ phần trăm nicotine của nó sẽ là 5% nhá. Đấy, các chị em nào mà thích cái độ nặng ấy thì mọi người có thể dùng lên cái 3% với cả 5%. Đấy, lên tiếp tục nhá. Bây giờ em bắt đầu là em sẽ lên cho mọi người xem từng thứ một nhá. Về vị của nó thì mọi người đây, về Romeo thì hiện tại nhà em đang có sẵn tất cả là 11 vị ạ. 11 vị nhá, lên cho em. Mọi các tình yêu bắt đầu lên cho em bảng vị của Romeo này. Quay cho mọi người xem để cái date rất là mới luôn. Ngày mùng 7 tháng 12 nhá các chị em nhá. Mọi người lưu ý giúp em là tất cả các dòng Romeo bây giờ phân phối ý, bây giờ là âu ý, em đang nói tới âu nhá. Tại vì fake bây giờ rất là nhiều, fake tràn lan luôn. Ở đây để em xem em có mang một cái fake đi không, để em phân biệt cho mọi người nhá. Ờ, chờ em một chút nhá, sau em phân biệt một cái fake cho mọi người. Chết rồi,
hiện tại là em Linh lại không mang cái pot ở đây rồi, thế nên là mọi người cái cây fake ở đây, thế nên là mọi người thông cảm giúp em Linh là em Linh sẽ dành một live stream sau để cho phân biệt cho mọi người biết thế nào là cây fake và thế nào là cây ao nhé mọi người nhá. Thế là bây giờ là em Linh sẽ lên full bảng vị mà nhà em Linh hiện tại đang có lên cho em nhá. Đầu tiên là táo này, coca và táo, coca và dứa nha mọi người nhá. Táo, coca, dứa. Tiếp tục này. Trà sữa, ổi và dơ vàng nha mọi người ơi. Trà sữa, ổi và dơ vàng này. Đây em cho mọi người xem này. Date mới nhất của nó đó là 11 tháng 12 nha mọi người nhá. Đấy, date mới nhất là 11 tháng 12 này. Gồm có này, ổi này, trà sữa và ổi, trà sữa và dưa vàng. Ôi thề luôn, hôm qua xỉ đến ra nó quét một đường thôi là coi như là nhà em Linh nhá tan tác luôn. Nhiều vị bây giờ còn không còn ý, mà không thể nào về được nổi cho các anh chị em cơ. Không đủ hàng mà trả xỉ. Tiếp tục nha. Kem đậu xanh. Kem đậu xanh này, đào này và vợ kem đậu xanh, đào và xoài. Kem đậu xanh, đào và xoài. Tiếp nha. Để em xem là em còn sót những cái vị nào. Quả mâm xôi nhá các tình yêu nhá. Mâm xôi và cái gì nhỉ, khoai môn nhé mọi người nhá, kem khoai môn nhá. Đấy, hiện tại là nhà em đang có đủ 17 vị, à đâu nhỉ, đủ 14 vị nhá, à đủ 11 vị nhá mọi người nhá, đủ 11 vị ạ. Các tình yêu ai mà muốn thử ấy thì mọi người chỉ cần là inbox qua em, hoặc là mọi người có thể gọi điện trực tiếp qua số điện thoại nhé của em trên page nhé các tình yêu nhé. Mọi người ai mà lấy cái gì ấy, thì chỉ cần inbox hoặc là gọi điện là bên nhà em sẽ có người trực tiếp với cả trực điện thoại hàng ngày luôn. Đấy, về cái phần trăm nicotine của những cái này thì mọi người yên tâm một điều là nó khá nhẹ và nó hợp với nữ. Nó sẽ hợp với nữ hơn nhá các chị em nhá. Thì cái tại vì cái độ nicotine của nó rất là nhẹ, khi mà hút vào ấy thì chúng ta sẽ có vị bạc hà. Ở bên trong một cây Zomio này ấy, thì nó sẽ được là vào một cái các cái túi, các cái gì nhỉ, các cái vỏ tiệt trùng, thế nên mọi người cực kỳ là an toàn luôn. Ngoài ra ở trong đó còn có những cái đầu lọc như thế này nhé mọi người nhá. Ở trong đấy có tận 3 đầu lọc lận cơ đấy, để cho các chị em là thay đầu lọc, ví dụ là khi chúng ta dùng son này đấy, khi chúng ta hút lên như thế này thì nó sẽ bị dính cái son của mình ở trên cái đầu lọc đấy. Mà bây giờ thì rất ít chị em nào dùng những cái son quá lì đúng không? Tại vì dùng các son quá lì thì nó sẽ rất là độc, tại vì nó nhiều chì. Đấy, thế nên là em sẽ thấy là những cái đầu lọc như thế này nó sẽ rất là hợp lý. Tại mình có thể là khi nào mình cảm thấy nó dính nhiều son quá, hay mình cảm thấy nó bị bẩn rồi, thì tốt nhất là mình vứt cái đầu lọc đi là xong. Đấy, thế là nó rất là sạch sẽ và rất là có thẩm mỹ nhá mọi người nhá. Mà nó chỉ bé thôi, bé bằng cái đầu ngón tay này, cầm rất là nhẹ nhàng, cầm nó như kiểu một cái thuốc lá thôi, rất là đẹp. Tiếp tục nha, là các cái dòng còn các cái vị khác mà giống như kiểu các khách hàng bên em hay hỏi ý, thì là chuối này, nho này hay là các thứ, thì hiện tại là nhà em đang trên đường về nhá các chị nhá. Chuối thì có luôn đấy, chuối thì cũng có sẵn đấy, tại vì chiều nay là nhà em sẽ về thêm chuối rất là nhiều, nhà em sẽ về thêm khoảng 200 cây chuối nữa. Thế nên là các chị em ai mà cứ thích chuối ý, thì mọi người chỉ cần inbox cho em là nhà em sẽ có hàng nhá. Hiện tại ở cái line này của nhà em thì chưa có đâu, nhưng mà chắc là chiều nay hoặc tối nay hoặc là ngày mai là chuối sẽ về thôi, thế nên là yên tâm nhá. Xỉ có thể giặt thoải mái luôn nhá các tình yêu nhá. Còn ai mà muốn lấy xỉ thì mọi người chỉ cần là inbox số lượng cho nhà em sẽ gửi cho các tình yêu vào bảng xỉ nhá. Lên cho em tiếp tục, đây là cái dòng của Vopalac. Cái dòng này em rất là thích tại vì cái độ nicotine của nó là cao hơn cái vòng này một chút này, cao hơn cái dòng Zomio một chút, và em thích cái kiểu nặng nặng hơn một chút. Đấy, thì dòng Votalux này thì em thấy là nó vị bạc hà của nó có vẻ đậm hơn. Theo như em cảm nhận nhé, là vị bạc hà của nó có thể là vị của bạc hà của nó đậm hơn một chút và rất là phù hợp cho các chị em nào mà cảm thấy cái Zomio này hơi nhẹ, thì mọi người có thể dùng qua Vopalux nhé các tình yêu nhé.
Và tiếp đến là em Linh sẽ giới thiệu cho mọi người một cái nữa, một dòng nữa mà em Linh rất là thích này, đó là Vapolux cho các tình yêu nhá. Đây là Vapolux này, theo như cảm nhận của em Linh ý, thì em Linh thích cái dòng Vapolux này hơn. À, Vapolux này hơn. Tại vì á, cái độ nicotine của nó cao hơn nhá. Tại vì theo như em hút ý, thì em được dọn, để nói thật một điều luôn, là em là thuộc một dạng rất là nặng đô. Thế nên là cái 2% nicotine này em thấy nó cũng khá là thơm, nhưng mà em vẫn thích cái dòng 3% nicotine này hơn. Đấy, thì hiện tại là Vapolux nhà em cũng về khoảng 11 vị nhá tình yêu nhá. Về khoảng 11 vị để cho các chị em lựa chọn. Đấy, các tình yêu nào ai mà đã là khách quen của nhà em Linh rồi thì mọi người có thể là chuyển lên các cái dòng Vapolux này dùng thử. Em đảm bảo với các tình yêu luôn là khi mà em Linh đã chọn để bán ý, thì có nghĩa là những cái dòng đấy phải là những cái dòng thật sự là tuyệt để cho các chị em hay là các anh em có thể dùng thử. Đây nhá, một cái vỏ của Vapolux này nó sẽ to hơn cái vỏ của ấy này, Zomio này. Và trong cây của nó ấy, thì cái Vapolux này nó cũng to hơn cái cây của Zomio một chút xíu nhá mọi người nhá. Chỉ một chút xíu thôi. Đấy, lên cho em bảng vị của cái Vapolux nhá các tình yêu nhá. Dưa vàng, dưa lưới, vải thiều. Cháo long. Thật ra cái vị ở giữa này em cũng đang không nhớ, không nhớ nó là cái vị gì cô. Và bên này nó sẽ là vị khoai môn nhé mọi người nhá. Vị bên này sẽ là khoai môn này, trà ô long này, trà sữa đấy ạ. Với cả một vị ở giữa này nó như kiểu là rượu vang đào ấy, em không biết. Theo như ở trên trên đấy thì nó sẽ là rượu vang đào, nhưng mà em đã không hiểu là cái rượu vang đào nó ở đâu. Dưa táo, sầu riêng và đào nha các tình yêu. Đây là dưa táo này, sầu riêng và đào. Hiện tại tiếp đến nữa là kẹo 7 màu. Kẹo 7 màu và ổi nhá mọi người nhá. Đấy, thế có nghĩa là 246. Ừ đúng rồi. Thế có nghĩa là nhá, ở Vapolux này thì sẽ có 11 vị. Zomio cũng có 11 vị để cho các chị em lựa chọn nhá. Đấy, Vapolux có 11 vị và Zomio cũng có 11 vị. Đấy, đây cho mọi người xem nhá. Đây là kẹo 7 màu và ổi nhá. Đấy, sau em sẽ, sau đây là em sẽ bóc thử một cái Vapolux đến để cho các chị em xem nhá, là ở bên trong của nó có những cái gì và nó như thế nào. Em đang không biết là em lên thử cái vị gì đây. Em sẽ thử một cái vải đi. Em sẽ thử một cái vải nhá, để cho các tình yêu xem. Tại vì dạo này em rất bị nghẹt mũi, thế nên là thực ra là em không thích em không biết lúc đấy, tại vì khi mà hút vào ấy thực ra là em không cảm thấy vị gì cả. Thế nên là, nhưng mà hôm nay là quay cho mọi người thì em sẽ bóc một cây để cho mọi người xem. Đây nhá, ở một cái cây Vapolux này nhá. Đấy, bóc ra này, nó không có cái đầu lọc giống Zomio đâu các tình yêu ạ. Nó không có hề có một cái đầu lọc giống Zomio, mà nó chỉ có một cái cây như thế này thôi. Đấy, rất là, để khi mà em bóc nó ra nhá, khi bóc ra này, thế nên là mọi người yên tâm một điều là nó rất là tiệt trùng. Và thứ hai là mình không sợ một điều là nó bị ấy đâu. Ui thơm lắm luôn. Tuy là mũi hơi tịt nhưng mà vẫn gửi thấy mùi thơm. Thơm lắm ý các chị em ạ. Đấy, tiếp tục nhá, là khi mà mọi người bỏ cái đít này ra này, bỏ cái đầu này ra nhá, thì mọi người sẽ sử dụng được luôn. Cái này thì hiện tại là em đang thấy ghi là nó ghi được 800 hơi. Nó ghi được 800 hơi. Nhưng mà em đảm bảo với các tình yêu là cái này không được 800 hơi đâu. Em nói thật đấy, với những cái người mà hút hơi ngắn ý, hút hơi ngắn hơn một chút, thì các chị em có thể hút được khoảng 700-800 hơi thật. Không phải nói đùa đâu, nhưng mà 700-800 hơi thật. Nhưng mà với những người nào mà hơi dài ý, thì chỉ được khoảng 300 hơi thôi nhé mọi người nhé. Chỉ được 300 hơi thôi. Và một cây như thế này hiện tại nhà em Linh đang phân phối là 160.000. Giá công ty luôn đấy mọi người ạ. Giá công ty nhá, 160.000, xỉ thì inbox nha mọi người nhá. Giá công ty hiện tại bán đang là 160.000 và trên toàn thị trường luôn. Và bên nhà em thì hiện tại là Noel đang có một chương trình, đó là mua 3 cái thì được free ship, và mua 5 cái thì nhà em sẽ tặng một cái. Ui em thề luôn, có nghĩa là mua 5 mà được 6 thì quá là hời luôn. Đấy. Ui, tắt mũi nhưng mà vẫn ngửi thấy mùi thơm, thơm dã man luôn. Đấy, thế lên.
siêu nhiều khói luôn các chị em ạ, nhiều khói dã man luôn. Mà khi mà em hút vào ấy thì cảm giác nó lạnh ở trong cổ họng ấy, nó rất là thơm. Cái này thì em thấy hình như có vẻ là nhiều nhiều bạc hà hơn Romeo, nhiều bạc hà hơn Romeo nhá, hút cực kỳ thơm luôn. Mà cái này mà uống rượu vào mà chiêu chiêu một chút ấy thì hút vào nó phải phê, nó êm. Nói chung là thật sự là đáng đồng tiền khi mà mua những cái này. Mà trong đây nha các chị em xem nhá, hiện tại em đang là con gái này, em cầm những cái điếu thuốc như này nhìn nó rất là sang. Chứ nhìn không phải là ví dụ là vì một điếu ấy xong mình kẹp kẹp vào cái tay này này, mình kẹp kẹp vào ngón tay này xong mình hút ấy, trông nó có kiểu em phải bảo thế nào nhỉ? Thực ra là trông nó cũng hơi em đang hiện tại em không biết tìm cái từ ngữ kiểu gì đấy, mà giống như kiểu hơi hư một chút ý đấy, giống hơi như kiểu hơi hư một chút ý. Nhưng mà khi chúng ta dùng những cái này này, nhiều khi là các cụ ở nhà ấy xem nhìn thấy, nhìn thấy em cầm cái này ấy, mọi người còn hỏi em là ơ cầm son đi đâu đấy đấy. Cái này rất là hay nhá, rất là hay là khi mọi người lại nghĩ là đây là những cái như kiểu là son này hay là những cái đồ gì của con gái ấy, mà các cụ không hề biết đây là một cây thuốc lá điện tử. Hút vào thứ nhất là vừa sang và thứ hai lại còn nói chung là nhìn rất là thục nữ. Quá là xịn sò luôn. Đây nha các tình yêu ơi, hiện tại là em đã review xong những cái vị cũng như là bóc một cái cây mà nhà em đang chuẩn bị phân phối tiếp theo. Em bóc lên cho mọi người xem để mọi người test thử nhá. Thì tất cả các xỉ cũng như lẻ ở thuộc khu vực Hà Nội hay là trên toàn quốc thì mọi người có thể là liên hệ qua em Linh, qua số điện thoại hoặc là trên page cá nhân hoặc trên trang cá nhân hoặc là trên page nhá mọi người nhá. Liên hệ trực tiếp với em Linh để nhận sản phẩm này. Ưu tiên với các tình yêu là sẽ được check hàng trước rồi trả tiền sau. Được phép check hàng trên toàn quốc nha, các chị em ở xa được phép check hàng trên toàn quốc. Đấy, các đội ngũ cộng tác viên với cả sỉ của em Linh thì đều có hình ảnh của em hết. Thế nên là mọi người yên tâm một điều là hàng của em Linh 100% bao chuẩn. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người đã quan tâm cái buổi giới thiệu của em hôm ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye mọi người. Hello các tình yêu, xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay là nhà em Linh sẽ giới thiệu cho mọi người thêm một cái dòng pot mới nhé mọi người nhá. Này cho mọi người xem cái vỏ này. Trời ơi, xinh xuất sắc luôn. Đấy nhá. Và ở bên trong là nó sẽ có một cái cây như thế này ạ. Một cái cây như này nhá. Như mọi người thấy thì em thấy như em thấy ấy, thì nó sẽ gần giống cái dòng của Leo ấy mọi người ạ. Nó cũng có cái buồng chứa tinh dầu ở bên trong này nhá. Nó cũng có buồng chứa tinh dầu ở bên trong này. Khi mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy các tinh dầu ở đây. Đấy. Thì cái dòng này nó sẽ là cải tiến hơn so với các dòng mà nhà em Linh đang phân phối ấy. Nó một điều nữa là một điều là cái dòng này nó buồng chứa của nó to hơn cái dòng cũ rất là nhiều. Dòng cũ chỉ được khoảng 30 ml thôi thì dòng này sẽ được khoảng 60 ml cho mọi người nhá. Và cái pin của nó cực kỳ trâu luôn. Nó có thể hút được khoảng 2500 hơi. 2500 hơi thì mình mới hết được cái tinh dầu ở bên trong này mọi người ạ. Ngoài ra là khi mà chúng ta cảm thấy nó bị yếu pin ý, bình thường những cái dòng pot như thế này ý, mà khi chúng ta hút nhiều ấy thì nó sẽ bị yếu pin, và yếu pin thì nó sẽ cái hơi của nó sẽ không được ngon và nó sẽ bị tương đối nhạt, thì chúng ta có thể sạc được ở bên dưới nhá. Đấy, một điều cải tiến hơn rất là nhiều đấy. Đây là mọi người có thể sạc pin vào bên dưới hút cho đến bao giờ hết tinh dầu. Bao giờ hết tinh dầu thì chúng ta mới phải vứt đi cơ. Và ngoài ra là nó cũng có đèn khi hút này, em sẽ thử hút cho mọi người xem là có khi mà hút lên ý thì cái đèn của nó sẽ sáng và nó thực sự là rất là xinh. Đây nha mọi người nha, đấy mọi người thấy không, khi mà em hút lên ý thì nó sẽ rất là sáng mà cái hơi của nó khá là đặc nha mọi người. Đấy, hơi của nó cực kỳ đặc luôn mà nó rất là thơm. Trong khi đó thì những cái này thì hiện tại là nhà em đang bán với giá là mỗi 220.000 đồng một cây.
220.000 đồng một cây mà chúng ta có thể hút được khoảng 2 đến 3 ngày. Đấy là hút nhiều nhá. Đấy là hút nhiều thì mọi người sẽ hút được khoảng 2 đến 3 ngày. Với những cái anh chị là anh chị em nào mà hút ít ít thì cũng có thể là hút lên đến hẳn một tuần đấy mọi người ạ. Thì bây giờ là nhà em sẽ đưa ra cái list vị để cho các anh chị em lựa chọn nhá. Ở cái video này thì em sẽ nói cho mọi người là về các cái ưu điểm của nó cũng như là cái list vị của nó, và em sẽ bóc thử cho mọi người xem là khi mà mua một cái mới về thì chúng ta phải dùng như thế nào. Đấy. Ngoài ra thì ở trên tường với cả trên page nhà em ý, đã có ảnh rất là nhiều rồi. Mọi người có thể lên xem ảnh trực tiếp nhá, cũng như là xem phản hồi của các khách hàng về cái dòng bóp mới này của nhà em. Đấy, cái lít vị này thì nhà em sẽ có là thứ nhất là mâm xôi này, xoài lạnh này, nho lạnh, vải lạnh, chuối lạnh, mix berry, ổi lạnh, dâu kiwi, dứa lạnh, khoai môn, chanh đào, đào xoài dứa lạnh, sô-cô-la, bò húc và cam lạnh. Đấy, có tất cả là 15 vị nhá các tình yêu nhá. 15 vị ạ. Mọi người ai mà cần muốn thử ý thì mọi người có thể mua thử 1-2 cây về dùng trước. Về vào các đầu xỉ của nhà em ý thì mọi người có thể là qua nhà em để thử trực tiếp nhá, để chúng ta có thể làm để nhập về ý, mà giá nhập khá là ok luôn. Đấy, mọi người lên và bây giờ là em sẽ bóc thử một cây ra cho mọi người xem nhá. Ở một cây mới thì chúng ta sẽ có những cái gì và chúng ta phải sử dụng như thế nào với một cái cây pop mới như thế này. Đấy, cái khi mà bóc một cái ra ấy thì em thấy là nó cũng gần giống như kiểu các cái dòng pop thôi, là ở bên trong ấy nó sẽ đều có một cái túi bọc như thế này, cực kỳ tiện dụng luôn mọi người ạ. Và khi chỉ cần bóc cái túi này ra là chúng ta đã có thể sử dụng được nó rồi. Đấy, đây đây nhá, đây là một cây mới tinh nhá mọi người nhá, đây là một cây mới tinh này, cái đầu này của nó này, cái đầu này là cái đầu chặn nhá mọi người nhá. Đấy, và các cái tem dán này, tem dán ở đuôi này. Đấy, khi mà chúng ta sử dụng ấy thì chúng ta sẽ phải bóc hết những cái này ra đó. Bóc hết cái này ra thì ở bên dưới này chúng ta sẽ có cái lỗ thoáng khí ấy mọi người. Thì khi mà bóc ra thì chúng ta mới có thể hút được. Thì như những cái Romeo ấy thì nó sẽ có các cái đầu bọc. Thì cái này là cái đầu dán. Wow. Đây nhá, đây là khi chúng ta bóc xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ phải ấn cái đầu này xuống mọi người ạ. Ấn cái đầu này xuống nhá. Đó, ấn cái đầu này xuống thì cái tinh dầu ấy nó có thể ngấm được vào cái bông ở bên trong này này. Chúng ta phải chờ khoảng 2 đến 3 phút thì chúng ta mới bắt đầu hút nhé mọi người nhá. Mà em phải khuyến cáo với mọi người trước là chúng ta phải chờ 2 3 phút thì mới được hút. Nếu mà các chị em mà hút luôn ý thì nó sẽ có thể bị cháy. Mọi người lưu ý giúp em nhá, là chúng ta phải chờ khoảng 2 đến 3 phút thì chúng ta mới sử dụng được nhá, để tránh tình trạng là sẽ bị cháy tinh dầu. Rất là nhiều khách của bên em ý, khi mà chưa hỏi kỹ là cách sử dụng như thế nào mà mọi người đã sử dụng luôn ý, thì nó sẽ rất là dễ bị cháy. Và khi đấy lại đổ lỗi cho shop bên em là bán hàng kém chất lượng này hay là có vấn đề gì. Nhưng mà thực ra một điều ấy là lượng khách của bên em một ngày khá là nhiều mọi người ạ. Mọi người phải lưu ý giúp em là lượng khách của bên em một ngày rất là nhiều. Và em không biết là các anh chị đã có từng sử dụng cái loại như thế này luôn chưa, hay là em cũng không thể nào mà có thời gian để em hỏi từng người một là chị ơi chị dùng thử cái này chưa, hoặc là chị biết dùng cái này chưa để nhà em hướng dẫn. Thế nên là các anh chị em khi mà mới dùng những cái dòng như thế này ý, thì lên các xem các video hướng dẫn của nhà em là một này. Và thứ hai nữa là nếu mà lần đầu tiên thử ý, thì mọi người phải nói với em để em có thể là giới thiệu cho mọi người cách sử dụng, để tránh tình trạng là thứ nhất là bị mất tiền của mọi người ấy. Khi mà mọi người mua 1-2 cây về muốn dùng thử ấy mà mọi người không biết cách dùng ấy, nó sẽ bị cháy cái coi ở bên trong này, cháy cái bên trong này thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới mùi vị, vị nó sẽ bị khé mọi người ạ. Vị nó sẽ bị khé, nó rất là khó hút. Đấy thì mọi người lưu ý giúp em một cái vấn đề đấy thôi, còn lại thì chúng ta sẽ vẫn có thể dùng như bình thường thôi. Và cái loại này em đảm bảo với các chị em luôn là nó sẽ như kiểu là gây một cái giống như kiểu là một cái làn sóng mới về độ sang chảnh nhé mọi người. Thứ nhất là về cái vị của nó rất là ngon và tất cả đều được mix bạc hà. Thứ hai nữa là dung lượng của nó rất là khủng và cái buồng chứa tinh dầu này nó cũng rất là to nữa. Thế nên là thường thì hút những cái dòng của Romeo ấy thì khoảng 1-2 ngày là đã hết rồi. Hút tiết kiệm lắm ấy thì nó khoảng 2 ngày là hết, nhưng mà cái dòng này thì nó sẽ được gấp đôi hoặc là gấp 3 cái dòng của Romeo cơ.
đấy, mà có nó nói chung là nó cũng có khoảng 15 vị để cho các chị em lựa chọn. Thì bảng vị nhà em đã có sẵn rồi, và cái giá xỉ cũng như giá lẻ thì nó đã có niêm yết sẵn. Mọi người ai mà muốn thử thì hãy liên hệ em Linh nha. Hiện tại là tất cả các đầu cộng tác viên cũng như ở ở nhà em Linh đang có rất là nhiều rồi. Mọi người ai mà cần mua thì hãy liên hệ cho em Linh theo cái số hotline ở trên page của em ý, hoặc là mọi người có thể qua trang cá nhân inbox cho em, hoặc là inbox trực tiếp trên page cũng được. Nhà em sẽ có người trực 24 trên 24 nhé mọi người nhá. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ buổi giới thiệu sản phẩm của nhà em hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. À quên mất đấy, em còn một cái nữa là cái dòng này nó có một thứ rất là hay, đó là nó sẽ có cái dây treo như này mọi người ạ. Có dây treo, cái tình trạng là khách nhà em có nghĩa là khi mà đi nhậu về say ấy, mất pot ý, mất liên tục luôn. Có những khách mà bảo với nhà em là chị ơi em cứ mất suốt thôi, em cứ đi nhậu một hôm về là y rằng em mất ở đâu em không nhớ đấy. Thì cái dòng này nó sẽ rất là hay ho ở một điều, đó là nhà em sẽ có cái dây nhá, sẽ có dây treo này mọi người ạ. Chúng ta sẽ lồng trực tiếp vào trong cái thân cây này. Khi nào hút ý, thì nói chung là nó như kiểu là một cái treo điện thoại ý, thì mọi người có thể treo trực tiếp lên cổ này. Nó rất là dễ luôn. Đó, như thế này thì chúng ta sẽ đảm bảo một điều là chúng ta sẽ không sợ bị rơi, không sợ bị rơi mà cũng không sợ bị mất pop đâu nhé mọi người nhé. Ui, thực sự là rất là thơm ý. Mà em hút cái phần trăm à, hút cái khoảng 2% nicotine đi, bao giờ em thấy nó thơm nhưng mà em không thấy nó nặng mấy, mà hút cái này á cảm giác nó choáng choáng luôn mọi người ạ. Rất là thơm. Đấy, bye bye mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Và đây là bảng vị của bên nhà mình nhá. Đầu tiên đây là pin vải này, dứa này, nho. Nho này cũng là một cái vị mà được đánh giá rất là cao luôn mọi người ạ. À, việt quất ạ. Tiếp đến là việt quất này. Chuối cũng là một vị rất là thơm. Xoài này bên em bán được rất là nhiều nha mọi người nhé. Và cùng với một loại nữa đó là bán rất là chạy, đấy là vị sô-cô-la sữa. Sô-cô-la sữa này thì hầu như là bên đa phần là thị trường ấy đều bán chạy, rất là chạy cái dòng này. Tiếp đến là dòng của bên Vapolac. Vapolac nhà em có rất là nhiều vị mọi người ạ. Vapolac thì nhà em có tất cả khoảng 15 vị cơ. 15 vị thì trong đó Henna cũng được. Dưa gang, táo bạc hà, nho, chuối, xoài, sữa chua, kem vani và ổi ổi lạnh nhé mọi người nhá. Đấy, bằng bằng màu của bên Vapolac nhà em có tất cả là 17 vị, à 15 vị như vậy. Tiếp đến là Zomio thì nhà em có tất cả 19 vị nhé mọi người. Full bản vị luôn, là ví dụ như xoài này, xoài, khoai môn, đào, coca, cam, dứa, chuối, ổi, dâu, dưa vàng, trà sữa, sô cô la. Nói chung là rất là nhiều các cái loại để cho các chị em lựa chọn. Hầu như là ở trên page nhà em đã có đầy đủ tất cả các cái mùi vị cũng như là hình ảnh của sản phẩm bên nhà em rồi. Mọi người có thể qua trực tiếp page bên em để mọi người có thể được bên nhà em tư vấn cho mọi người nha, những cái cây và những cái vị phù hợp nhất với mọi người. Em cảm ơn mọi người nha. Em nợ anh một câu yêu thương trong mai này, xin hẹn nhau một kiếp sống khác. Anh nợ em thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ em giọt nước mắt sâu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người.
đây đây, các anh chị em xem đây, đây toàn bộ là hình mẫu mà nhà em đã chụp đây nha mọi người nha. Đâu 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 cũng có post của nhà em luôn. Mọi người ạ, vô tư yên tâm thử post nhà em Linh nhá. Tất cả đều là báo ao báo check luôn. Nếu mà phát hiện fake thì nhà em sẽ đền hạ, đền gấp 10 lần nhá mọi người nhá. Hàng đi nhà em, hàng đi hàng về liên tục luôn đấy mọi người ạ. Cùng cuối năm này rồi thì cái tình trạng hàng khá là khan hiếm. Thế nên là các anh chị em nào mà chuyên chơi post ý, thì mọi người hãy mua về và cất dự trữ ở nhà đi. Tại vì thường thì trong khoảng cuối năm nó sẽ rất là nó sẽ hết hàng ấy ạ. Nó sẽ hết hàng và hầu như là cuối năm thì ai cũng sẽ nghỉ Tết. Thế nên là các bạn cộng tác viên bán hàng Tết của bên em ý, thì cũng bạn các bạn thì cũng sẽ về quê thôi, sẽ không có những người mà sẽ không có các bạn nào mà ở Hà Nội để bán cho mọi người đâu. Thế nên là các anh chị em tranh thủ là chúng ta tích trữ về Tết khoảng tờ khoảng vài ai mà hút ít ít thì mọi người có thể khoảng chục cây thôi là có thể đủ qua Tết rồi. Còn nếu mà những các bạn nào hút nhiều ý thì chúng ta có thể lấy số lượng nhiều hơn một chút. Nhà em số lượng là bao nhiêu cũng có như mọi người nhá. Tại vì tơn cuối cùng này nhà em chỉ còn có khoảng vài nghìn cây cuối cùng này thôi. Hết hàng là nhà em cũng sẽ cháy. Thế nên là mọi người hãy tranh thủ. Em chờ là chờ nhau nhé, để tay cầm tay trên lối về. Tình là tình anh đó nay em chỉ thương có mình em. Một buổi chiều yên gió nay anh khẽ hôn bờ môi em. Lòng lòng này sao xuyến nhớ thương em nhiều thêm. Let's go! Lời tỏ tình đã nói nhưng em ngó nhiên nhìn mây trời. Lòng bồi hồi